Người lao động là vốn quý, tôi nói cái này từ lâu lắm rồi. Tôi nói với mấy ông chính phủ này nè, mà mấy ổng hình như mấy ổng nhiều việc quá, mấy ổng quên. Mấy ổng tính chuyện nhà nước không, mấy ổng quên tính tới người lao động. Mà người lao động là cái người mà an ninh xã hội đó. Nếu mà không có cái nghề này đó, thì là an ninh xã hội khó đó. Cho nên tôi nói lại cái ngày tôi về Bình Dương năm 96, thì tôi định nghỉ rồi, tôi bất mãn quá, tôi tính dẹp nghỉ rồi. Cái tôi về đó thấy sao chị em phụ nữ không biết bộ đồ mới là gì. Cái này tôi đã nói cho ông Nguyễn Tấn Dũng rồi đó. Thì tôi mới chở hàng lên, tôi tính lập vườn. Tôi chở hàng lên cho chị em làm. Cái thấy họ làm họ mừng quá, họ có thu nhập. Cái tới bà Hai Giúp, chủ tịch quận với là ông Hai Công bí thư quận Bình mới báo cáo qua bên ủy ban. Cái ông Hồ Minh Phương ổng qua, ông Hồ Minh Phương chủ tịch quận ổng qua năm 96. Cái ông thấy tôi che bạc, ông hỏi sao bà không làm xưởng mà bà che bạc. Tôi nói trời, đất sang tên của nông dân, có giấy tờ đâu làm xưởng. Cái ông nói với bà Hai Giúp, để cho bà làm đi. Giấy tờ đất tính sao, bây giờ cái diện dân nó đói trước đây, không lo, lo giấy tờ đất. Cái xong cái rồi, cái ông mới kêu ngành thuế vô. Ông kêu ông chánh thuế vô, ông nói chứ. Tôi nói cho anh biết nha, đóng thuế ngành này không có khả thi đâu. Để người ta làm công tác xóa đói giảm nghèo khả thi hơn là anh đóng thuế. Anh đóng một đồng thuế thì người lao động đói cả tháng à, thì cái nào lợi hơn? Thì cái ông thuế ông hứa là không đóng thuế, không có làm thuế gì hết. Cái làm xong cái tới hồi ông biểu tôi, bà cất xưởng đi. Tôi xưởng tiền đâu cất, không có tiền. Cái này tôi nói thật. Ông vỗ vai tôi, ông nói chứ bà Cúc, tuân hành lệnh cấp trên chưa phải là thương dân đâu. Bây giờ bà cứ xây xưởng đi. Tôi nói mà không có tiền. Ông mới kêu ngân hàng vô. Ông biểu cho tôi thuế cái chức chủ tịch tôi 200 triệu đi. Rồi nếu mà bà Cúc không trả thì trừ vào chức chủ tịch tôi. Ông nói vậy ngân hàng sao không dám cho mình tín chấp được. Thành ra tôi vay được 200 triệu tín chấp tôi mới cất xưởng lên đó. Và nó tồn tại tới bây giờ. Cho nên lòng tôi không bao giờ tôi quên mấy cái người